Kính chào quý vị khán giả. Nga thường nhấn mạnh về những chiến thắng và thành tích ở Ukraine, nhưng trang tin Financial World cho biết các hoạt động quân sự đã khiến Điện Kremlin tiêu tốn đến 211 tỷ đô la. Mặc dù vậy, các kết quả phân tích thời gian gần đây có thể làm hài lòng người Nga và khiến chính quyền Kiev thất vọng, khi nhiều chuyên gia cho rằng Moscow có đủ nguồn tài chính để theo đuổi cuộc chiến trong vài năm nữa. Đến lúc này, Tổng thống Vladimir Putin vẫn điềm tĩnh đối với cuộc chiến ở Ukraine và tránh thảo luận về các mục tiêu tương lai. Tại sao Tổng thống Putin lại điềm tĩnh như vậy? Và tiềm lực của Nga đến từ đâu? Mời quý vị cùng đến với những nội dung của chương trình Tại sao lại thế ngay sau đây. Sức bật kinh tế Nga không chỉ từ dầu thô. Kinh tế Nga bùng nổ trong thời chiến, điều này nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng không phải là điều bất thường đối với một quốc gia mỗi khi xảy ra xung đột. Mặc dù vẫn thiếu những thông tin đầy đủ, nhưng với dữ liệu kinh tế mà Nga công bố trong 2 năm qua, Moscow dường như đã sẵn sàng tài trợ cho cuộc chiến kéo dài đến năm thứ ba, bất chấp những chi phí bỏ ra vô cùng tốn kém. Trả lời phỏng vấn trang tin Business Insider, Hassan Malik, chiến lược gia vĩ mô của công ty quản lý quỹ Loomis Sayles cho rằng, theo quan điểm thuần về kinh tế, Nga có nguồn lực đáng kể để tiếp tục cuộc chiến. Qua nhiều năm, Nga chứng minh có thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt, bởi từ năm 2014, Moscow đã phải hứng chịu một loạt hạn chế thương mại sau khi sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Đến thời điểm này, kinh tế Nga vẫn được hỗ trợ phần lớn bởi nguồn thu dầu thô. Đây cũng là cách Nga giữ được nền kinh tế vững mạnh, ngay cả khi phải trải qua 2 năm chiến sự. Cũng cần phải nhận thấy, một lý do quan trọng khiến kinh tế Nga vẫn tăng trưởng được nhờ vị trí khu vực giao chiến. Chiến lược gia Hassan Malik nhận xét, chiến tranh chủ yếu xảy ra trên đất nước Ukraine và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Vì vậy, năng lực sản xuất của các hộ gia đình Nga bị tác động không đáng kể. Với phương diện này, hãy xem xét tác động của cuộc chiến đối với nền kinh tế của Nga và Ukraine. Theo số liệu thống kê chính thức, năm 2022, năm đầu tiên của cuộc chiến, kinh tế Nga suy thoái 1,2%. Kết quả thăm dò của Reuters cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng GDP của Nga sẽ tăng 3,1% vào năm 2023. Đến lúc này, Nga vẫn chưa công bố mức tăng trưởng GDP của năm 2023. Để so sánh, GDP của Ukraine giảm đến 29,1% vào năm 2022 và Ngân hàng Trung ương nước này dự báo GDP tăng trưởng 4,9% vào năm 2023. Số liệu tăng trưởng chính thức của Ukraine cũng chưa được công bố. Chiến lược gia Malik giải thích, trong kịch bản mà các cuộc đụng độ không diễn ra trên quốc gia của bạn, chiến tranh sẽ giúp tăng trưởng kinh tế bởi có thể tạo ra một cú sốc lớn về nhu cầu, đặc biệt đối với nhu yếu phẩm phục vụ cho chiến tranh. Đây cũng là những gì đang xảy ra ở Nga. Ngoài lợi thế các cuộc đụng độ xảy ra ngoài nước Nga, Moscow có lợi thế khác. Quốc gia này có vị trí nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới và là nhà cung ứng các mặt hàng như dầu, khí đốt tự nhiên, lúa mì và kim loại. Với đặc điểm tự cung tự cấp, Nga có khả năng vượt qua nhiều năm trừng phạt. Chiến lược gia Malik cho biết, mặc dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây có ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga, nhưng những tác động này đặc biệt hạn chế đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, phần lớn có thể tự sản xuất. Theo nhận định của chiến lược gia Malik, với vai trò là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, Nga có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu quốc phòng, ngay cả đối với những loại vũ khí phức tạp. Bên cạnh đó, Nga cũng chuyển hướng nhập khẩu và tìm đến các thị trường thay thế như Trung Quốc và Ấn Độ. Chuỗi cung ứng mới được hình thành càng làm giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngoài ra, nhu cầu nhân sự cũng góp phần tạo ra động lực cho nền kinh tế xứ sở Bạch Dương. Trước khi xảy ra cuộc chiến với Ukraine, Nga đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học bởi dân số giảm và tỷ lệ sinh thấp. Khi chiến tranh bắt đầu, gần 1 triệu người Nga, bao gồm cả nam giới trong độ tuổi quân dịch, đã rời bỏ quê hương, khiến nguồn lao động của quốc gia này càng bị thu hẹp hơn nữa. Theo trang tin Business Insider, việc Tổng thống Vladimir Putin huy động nam giới tham gia chiến tranh càng làm cho tình trạng khủng hoảng lao động kéo dài từ năm 2022. Vào năm ngoái, Nga cần bổ sung đến 5 triệu công nhân khi lực lượng lao động thiếu hụt tăng gần 5% so với một năm trước. Đến tháng 11, Nga có tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục 2,9%.
Khi nhu cầu nhân sự tăng lên thì tiền lương cũng được điều chỉnh. Đây là nguồn tài chính đủ mạnh để hỗ trợ sức mua và góp phần giúp tăng trưởng kinh tế. Thậm chí, tiền lương ở Nga tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát. Hãng thông tấn TASS cho biết trong 11 tháng đầu năm 2023, tiền lương tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 6 năm, tiền lương ở Nga tăng 33,2%. Số liệu thống kê này phù hợp với phân tích của Bloomberg khi một báo cáo vào tháng 1 cho thấy tiền lương trong khu vực tư nhân của Nga đã tăng từ 8% đến 20% vào năm trước. Cũng có thể thấy rằng trong thời chiến, trợ cấp và các chính sách của nhà nước cũng có thể phát huy tác dụng. Nỗ lực của chính quyền Moscow mạnh đến nỗi, nguồn vốn từ các khoản thế chấp đã tạo ra tình trạng bong bóng nhà đất. Theo trang tin Business Insider, Nga đã triển khai các gói vay đa dạng cho doanh nghiệp nhằm kích thích hơn nữa nhu cầu trong nền kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách Nga cũng nhanh chóng vào cuộc để ổn định thị trường sau khi xung đột xảy ra. Những biện pháp tức thời bao gồm đóng cửa sở giao dịch chứng khoán trong nhiều tuần, đồng thời áp đặt các biện pháp quản lý dòng tiền và kiểm soát ngoại hối. Sergei Guriev, cựu kinh tế trưởng tại Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu nhận định, Nga đã phản ứng khá nhanh chóng để vô hiệu hóa nhiều công cụ tài chính. Với tiềm lực của Moscow, chiến lược Nga Malik không phải là người duy nhất nghĩ rằng Nga có cơ hội tiến hành cuộc chiến lâu hơn. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định Nga đủ tiền để tài trợ dù cho cuộc chiến có thể kéo dài vài năm. Nga có thể tham chiến thêm bao lâu? Theo báo cáo ngày 17 tháng 1 của Alex Iskov, chuyên gia kinh tế từ Bloomberg Economics, tài sản lưu động của Quỹ Quốc gia Nga vẫn có khả năng chi trả thêm 1 đến 2 năm, thậm chí kể cả khi giá xuất khẩu dầu giảm xuống dưới 50 đô la một thùng. Tính trong năm 2023, giá xuất khẩu trung bình dầu thô Uran của Nga khoảng 63 đô la một thùng. Với mức giá này, Nga đã tránh được thảm họa kinh tế sau khi xung đột xảy ra. Tuy nhiên, không có nghĩa mọi chuyện đều ổn trên sân nhà đối với Tổng thống Putin. Theo bài viết trên tạp chí đối ngoại của Alexandra Prokopenko, một cựu quan chức ngân hàng trung ương Nga, Tổng thống Putin đang phải giải quyết bộ ba bất khả thi trong nền kinh tế, gồm có ba yêu cầu: tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, duy trì mức sống người dân và ổn định kinh tế vĩ mô. Những thách thức trong năm 2024. Bà Alexandra Prokopenko cho rằng việc đạt được mục tiêu thứ nhất và thứ hai sẽ đòi hỏi chi tiêu cao hơn, khiến lạm phát tăng nhanh và gây ra rào cản đối với mục tiêu thứ ba. Thực tế đã chứng minh nhận định này. Trong năm 2023, giá trứng ở Nga tăng 42%, khiến Tổng thống Putin phải đích thân xin lỗi. Theo thống kê, chỉ số giá tiêu dùng của Nga tăng gần 12% trong năm 2022 và tăng 7,4% trong năm 2023. Vào tháng 12 năm trước, Elvira Napiulina, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, cảnh báo nền kinh tế quốc gia này có nguy cơ tăng trưởng nóng. Chính sách tiền tệ Nga phản ứng với giải pháp nâng lãi suất lên 16% để hạ nhiệt nền kinh tế. Thống đốc Napiulina giải thích, hãy tưởng tượng nền kinh tế như một chiếc ô tô. Nếu bạn cố lái xe nhanh hơn thông số kỹ thuật cho phép, sớm hay muộn, động cơ cũng quá nóng và không thể đi được quãng đường dài. Cựu kinh tế trưởng Sergei Guriev nhận xét, suy cho cùng, chỉ riêng số liệu GDP màu hồng không phải là thước đo tốt về hiệu quả kinh tế trong thời chiến. Ông nói, bạn sản xuất vũ khí và đạn dược, bạn trả tiền từ ngân sách, nhưng những vũ khí và đạn dược không góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, không góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Nguồn vốn được chuyển đến Ukraine và bị tiêu hủy ở đó. Theo báo cáo tháng 1, từ Viện Nghiên cứu Kinh tế của nước Áo, động lực từ xung đột đang giúp Nga thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, một khi xung đột kết thúc, quốc gia này có nguy cơ rơi vào tình trạng trì trệ hoặc thậm chí xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện. Chiến tranh càng kéo dài, nền kinh tế sẽ càng phụ thuộc vào chi tiêu quân sự, các nhà phân tích của Áo nhận định. Khi xung đột Đông Âu bước sang năm thứ ba, kinh tế Nga vẫn tăng trưởng bởi kết hợp nhiều yếu tố hỗ trợ. Mặc dù vậy, quốc gia này còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Vào lúc này, không chỉ kết quả chiến trường Đông Âu, mà chính sách đối nội cũng là yếu tố cần chú trọng đối với Tổng thống Putin khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin cần chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 3. Đến đây, nội dung chương trình Tại sao lại thế cũng xin được khép lại tại đây. Các bạn quan tâm đến chủ đề nào thì đừng ngại chia sẻ bình luận cùng với chương trình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.